Xem ra lần này ngươi không tỉnh được hoàng bệnh thì không chịu à? Đúng vậy. Tốt lắm, thẳng thắn. Trẫm cũng thích cá tính thẳng thắn của ngươi. Hãy trình tấu chương lên. Chuẩn tốt. Linh Nhi muội, muội nói đi, tôi không ở nhà thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Tỷ tỷ đừng hoang mang, trong lúc nguy cấp như thế này phải dựa vào chúng ta thôi, tỷ biết không? Được được được, muội nói làm gì thì tỷ sẽ nghe lời của muội. Như vậy đi, bây giờ triệu tập hết tất cả các bộ trong nha môn đến công đường đi. Trời ơi, công đường ở bên này nè, phía bên này mà. Sao đây nữa, còn sự việc như thế nào? Thiếu gia đã bị bắt cóc đi. Bây giờ quyền lão gia là không có mặt tại nha môn này, chỉ để lại ấn quan tại đây. Vậy thì ta và Nhân phu nhân nắm lấy dấu ấn thay thế lão gia, ra lệnh các phòng ban lại. Bao đội bộ khoái đến đủ chưa? Đã đến đủ rồi. Đủ rồi. Được. Theo tin báo trong quyền, nhiều đứa trẻ mất tích đều liên quan đến bọn côn đồ bắt thiến trẻ con. Ta đến từ huyện Ngọc Điền, bọn bắt cóc đó cũng trốn từ huyện Ngọc Điền qua đây. Huyện Bảo Đệ tuyệt đối không phải là nơi để cho bọn người này gây án, nhất định phải phá tan âm mưu của bọn chúng. Bây giờ hãy truyền lệnh của ta, binh lính canh giữ cửa thành lập tức phong tỏa bốn cổng thành đông tây nam bắc. Người dẫn theo trẻ nít chỉ được vào không được ra, tất cả đều phải tra hỏi nghiêm ngặt. Tất cả nghe rõ chưa? Nghe rõ. Nhanh chóng triển khai ngay. Dạ. Sư gia. Bây giờ chúng ta ra ngoài nói chuyện với dân làng. Thưa bà con dân làng, mọi người không cần lo lắng. Bây giờ hãy kê khai đầy đủ tuổi tác, tướng mạo và nơi bị bắt cóc của các đứa trẻ cho sư gia để ghi lại. Sư gia. Lão gia về rồi à? Sao rồi lão gia? Hoàng thượng đã chuẩn tấu rồi. Chuẩn tấu? Hay quá. Nè, ngươi xem. Để con xem. Hay quá rồi, mọi người đều được cứu rồi. Lão gia, con thực sự muốn bay về ngay bây giờ đó, để báo cho mọi người biết tin tức tốt lành này. Ta thấy ngươi vui mừng như vậy, theo ta chắc ngươi muốn về nhà sớm hơn để gặp Thúy Quanh có đúng không? Đâu có. Lão gia lại chê cười con rồi. Còn mắc cỡ cái gì nữa chứ, trai lớn lấy vợ, gái lớn có chồng. À đúng rồi, Thuận Tử, cha của con đã mất rồi, thì lão gia sẽ làm chủ cho con. Vì đến quê nhà, lão gia sẽ lo việc này của con với Thúy Quanh. Hay quá lão gia. Tiểu Thuận Tử con sẽ nghe lời sắp xếp của lão gia. Lão gia, chắc là lão gia cũng đang nhớ Viên Khải và Thiệu Viên. Đúng vậy, ta xa nhà đã lâu, trong lòng cũng thật sự nhớ hai đứa con. Thôi nhanh lên đi. Dạ. Nè sư phụ, cho ngựa đi, nhanh lên. Đừng nói bậy. Ca ca sẽ không sao đâu. Thưa phu nhân. Sao rồi, có tin tức gì không? Bẩm báo nại nại,
vẫn chưa có tin tức gì. Toàn bộ binh sĩ và bộ khoái trong thành điều động hết rồi, nhất định sẽ có tin tức. Quan âm Bồ Tát phù hộ, Quan âm Bồ Tát phù hộ. Con của mẹ, bây giờ con đang ở đâu vậy? Bồ Tát phù hộ cho con. Ê, nè, 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 lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Đâu vậy? Đứng lại, đứng lại, lại. Mà đi cứu chú cha đi. Đâu ra, đâu ra đi. Liên lại, lại. Mà đi cứu chú cha. Tôi thấy nó rồi à? Họ đã nhìn thấy rồi, ở bên kia kìa. Họ dùng cái dương khiên vào trong đó. Sau đó con và Dương Bá Bá bị họ phát hiện. Con nói từ từ thôi, đừng gấp quá. Dương Đại Bá kêu con về để báo tin. Còn Dương Đại Bá bị họ bắt đi rồi. Họ đòi thiếu chứng gia. Họ lực, đi cứu đi. Để mình sẽ theo tôi đi. Trời ơi, còn có hai người canh cửa. Không sao cả, tôi dẫn hai người này đi trước. Sư gia ở đây chờ họ về, dẫn họ theo. Tì cũng đi nữa. Tì thì phải chờ ở đây, chờ muội về, chờ tin tức. Tiểu Như Đồng, đi thôi, mời đi trước đây. Mau lên. Nè, nhớ phải cẩn thận đó. Ở bên kia hai người, theo ta. Dạ. Người qua đây. Lão gia. Lão gia về rồi. Lão gia, có kìa. Từ từ, đừng chém. Tại sao ngoài cổng thành tụ tập đông người như vậy? Có thể là tin tức miễn giảm thuế đã truyền về quê nhà rồi. Họ đang chờ đợi đón tiếp lão gia đó. Chứ không phải vậy đâu. Có tin gì mà lan truyền nhanh như vậy chứ? Dù sao thì sớm muộn gì mọi người cũng đều biết mà. Đến lúc đó trong huyện thành của mình tối thiểu phải múa hát và bắn pháo bông trong 3 ngày. Đừng mơ nữa. Ông qua đó xem chuyện gì đi. Dậy lên. Dạ. Sao còn chưa về nữa? Một thằng cái ban nhí mà 3 thằng có võ công cũng không bắt được. Đồ vô tích sự. Vô, vô, vô. Đồ ngốc, ai kêu tụi bay bắt cả đám ăn mày về đây? Đứa ta cần đâu hả? Lão già, cũng chính vì bọn này cản trở chúng tôi để nhóc kia trốn thoát rồi. Lão già, lão già cẩn thận. Thế nào rồi? Tiểu Nhân Đầu đã đến báo tin. Linh Nhi nãy nãy dẫn người đi giải cứu rồi và bảo tôi tìm thêm người tới chi viện. Còn chờ gì nữa? Nhanh lên đi. Dạ, đi. Dạ, dạ, dạ. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Đi bên đây nè. Đồ vô tích sự. Bắt 100 thằng như vậy cũng vô dụng. Ta chỉ cần đứa đó, chỉ đứa đó thôi. Còn không đi bắt đi. Nhanh lên. Đi nhanh lên, đi đi. Dạ. Đi nhanh lên đi. Đi đi. Hết ra ngoài được rồi. Đừng để chết ta luôn. Y thế chúng ta đã vun bao nhiêu năm trời, hôm nay lại phải chết ở nơi ma quái này sao? Cha, cha, con đến cứu cha đi. Lý Tế Chân, thả con ta ra mau. Chỉ dựa vào 3,5 người của người cũng dám đến tìm ta sao? Được thôi, giết một người cũng là tử tội, giết hết cũng là tử tội. Hôm nay đến một người thì giết một người, đến 2 người thì giết hết 2 người. Người dám? Ta có chuyện gì mà không dám chứ? Người đâu? Đóng cửa lại cho ta. Dạ, dạ. Không được để người nào ra ngoài. Dạ, dạ. Đi, bắt cả đi. Đi. Linh Nhi, ta sẽ giết con người trước. Con, dừng lại. Mẹ, sao rồi mẹ? Mẹ sao rồi mẹ? Ở trong này còn người nè, mẹ đang chạy lên. Đâu rồi? Mọi người bắt về nhà đi. Đã hết đi, đã hết đi. Nhu Đầu. Mẹ. Nhu Đầu. Nhu Đầu của mẹ. Cha, cha nhất định phải cứu mẹ con. Người mẹ đâu? Linh Nhi, Linh Nhi. Cha, cha nhất định phải cứu mẹ thôi. Linh Nhi, Linh Nhi, bộ phải cố gắng lên.
Viên Quang, quên xem để mang cái gì đến nè. Đều là trái cây quay nhà chúng ta. Con à, cầm lấy đi. Ủa, sao vậy? Sao lại khóc? Mẹ. Hả? Linh Nhi. Linh Nhi. Sao lại như vậy? Thưa cha. Linh Nhi. Cha. Mẹ vì con mà. Hả? Tiểu Nhi, đây không phải lỗi của con. Con không nên tự trách mình như vậy. Việc này không thể trách con được. Mẹ ơi. Liên nãy nãy. Liên Nhi nãy nãy. Sao chân chưa tỉnh vậy? Linh Nhi. Linh Nhi. Linh Nhi. Quỳnh đến rồi. Đào cặp Quỳnh đây. Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Lần này sẽ dẫn Tiểu Nhi về nhà đoàn tụ mà. Bây giờ Quỳnh đến rồi. Linh Nhi, mùi mau tỉnh dậy đi. Mẹ. Mùi tỉnh dậy đi, Linh Nhi. Linh Nhi, Linh Nhi. Mẹ ơi. Không sao đâu Linh Nhi. Không sao đâu, mụi sẽ tỉnh lại thôi. Thế nào rồi? Hắn chịu khai ra người cầm đầu chưa? Bấm đó ra, hắn vẫn chưa chịu khai. Được, để chờ khi áp giải hắn tới hình bộ. Đến lúc đó, hắn sẽ không thể không khai ra người đứng sau lưng hắn. Lão gia, những loại tội phạm này trên đường áp giải cần phải đông người để đề phòng hắn chạy trốn. Sớm muộn gì, Lý Tế Chân ta cũng ra ngoài thôi. Ngươi hãy chờ đến ngày đó. Được, ngày mai ta sẽ đích thân đưa họ ra thành. Hùng phạm Lý Tế Chân nghe lệnh, sáng sớm ngày mai áp giải đến hình bộ thẩm vấn. Lão gia, Khưu công công. Nghĩa phụ, nghĩa phụ, nghĩa phụ à, con là Lý Tế Chân đi. Nghĩa phụ cứu con với. Cứu chúng con với. Nghĩa phụ à, con bị quan mà. Nghĩa phụ. Nghĩa phụ, con bị quan mà. Đây có phải xe tù đang chở Lý Tế Chân, tội phạm của triều đình phải không? Xin trả lời công công, đúng vậy. Hạ quan đang áp giải bọn phạm nhân tàn hại trẻ em này tới kinh thành. Xin nhờ công công nhường bước. Nè, viên tri huyện thế nào rồi? Bắt hết cả đồng bọn của bọn chúng rồi có phải không? Đã bắt hết cả rồi, tất cả đều giam trong xe tù, đang được áp giải về công đường của hình bộ hỏi tội. Thế tội chứng của họ đều là sự thật cả chứ? Đương nhiên hoàn toàn là sự thật. Nhân chứng vật chứng đều đầy đủ. Có trẻ em bị bắt cóc, có lời khai của cha mẹ các bé bị hại, có địa điểm chung cất những trẻ em bị họ giết. Tất cả đều chính xác. Tàn sát biết bao nhiêu đứa bé vô tội. Loại người này thật đáng tội giết. Hả? Khưu công công. Hả? Các ngươi làm gì vậy? Hả? Ai bảo các ngươi giết người chứ? Hả? Họ làm như vậy để làm gì? Những người này phải để cho họ sống chứ. Các ngươi làm gì vậy? Làm vậy không phải cắt đứt đường mối điều tra rồi sao? Trời ơi, viên tri huyện, tri huyện xem phải xử lý tiếp thế nào.
họ đều là cao thủ của đại nội, võ công cao cường lắm đó nghe. Chỉ đáng tiếc rằng không có cái đầu. Ây chà, làm thế không phải đã lầm lỡ hết công vụ của tri huyện rồi sao? Công công làm như vậy là có ý gì? Viên tri huyện, ngài tài cán thiệt đó nghe. Hả? Huyện Bảo Đệ này hả, vốn là nơi chúng tôi thường xuyên qua lại. Hả? Không ngờ một bản tấu chương của ngài đã được hoàng thượng phê chuẩn thay đổi vận chuyển cá ngân bằng đường biển, làm hại đến ta không có việc gì làm nữa à. Hế, viên tri huyện, ngài bản lĩnh thiệt đó nghe. Được, chúng ta hẹn ngày gặp lại sau đó. Đi thôi. Ta hiểu rồi, đây chính là giết người bịt đầu mối. Không cần hỏi nữa, chính hắn là kẻ chủ mưu ở sau lưng. Triều đình đại minh chúng ta cũng bị bọn hoàng quan này làm cho rối tung lên. Cũng còn may hoàng thượng anh minh đã phê chuẩn tấu chương của ta. Bây giờ bá tánh có quyền bảo vệ chúng ta, không bị bọn họ dày dò nữa. Dạ đúng. À lão gia, chúng ta nhanh chóng quay về đi. Không biết vết thương của Linh Nhi nãy nãy bây giờ thế nào rồi. Về thôi. Đại phu, thế nào rồi? Đại phu, thế nào rồi? Nam mô đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Linh Nhi là người bạn tri kỷ từ thuở nhỏ của con, là mẹ ruột của Thiệu Nhiên, cũng là người vợ của người huynh đệ tốt của con. Mọi người chúng con đều không thể mất nàng được. Diên Hoàng cầu xin người, xin người phù hộ cho Linh Nhi được bình an. Con nguyện đem hết cuộc đời của bản thân mình để hoán đổi sống còn của Linh Nhi. Lần này con lên kinh thành xin giảm thuế, chúng chuẩn bị hy sinh mình. Công việc xin giảm thuế thành công, con cảm niệm Bồ Tát đã phù hộ. Sứ mạng tại quyền bảo đệ của con, tâm nguyện cơ bản đã hoàn mãn. Con có chết cũng không ân hận gì. Đối với việc có tâm nguyện thực hiện một dạng điều lành, bây giờ thực hiện còn chưa đến 1/10. Con sợ là không có thời gian để hoàn mãn. Ở đây con cầu xin ngài tha lỗi cho con. Nếu như còn có kiếp sau, con nguyện sẽ hoàn thành toàn bộ những điều lành đó. Con xin Bồ Tát đại từ đại bi phải phù hộ cho Linh Nhi. Nếu phạm 10.000 việc thiện còn hứa, công đức đã hoàn mãn rồi. Hơn nữa còn vượt hơn rất nhiều kìa. Đệ tử không hiểu. Việc thiện lớn nhỏ hàng ngày đệ tử thực hiện theo sự dặn dò của ngài, tất cả đều ghi lại trong sổ công quá cách. Chẳng qua chỉ hơn 1.000 việc thiện thôi, làm sao mà đủ số lượng chứ? Số lượng thì không quan trọng, điều quan trọng ở một tấm lòng. Trong huyện con đã mở kho chẩn tế dân nghèo, khai quan trồng lúa, giảm trừ lao dịch, số người hưởng lợi hơn cả 1.000 người. Tất cả việc đó đều được ghi nhận hết.
con một việc, chỉ cần việc này thì cũng đã đủ sánh với trên 10.000 việc thiện rồi đó con ạ. Việc đó như thế nào? Con xin giảm thuế cho 3 tánh nguyện bảo đệ. Việc này con đã mạo hiểm phạm thượng chém đầu dâng tấu lên hoàng thượng, việc khó mà con đã làm được rồi. Vậy ý của sư phụ là con đã hoàn tất 10.000 việc thiện rồi sao? Đúng vậy Liễu Phạm. Con hãy nhớ, từ nay về sau chỉ cần lòng tin làm việc thiện của con không lay động thì gặp bất cứ hiểm nguy nghịch cảnh gì cũng đều được qua giải. Đệ tử xin ghi nhớ. Bạch sư phụ, đệ tử có một việc muốn thỉnh cầu sư phụ. Hả? Có phải muốn tiếp tục cầu công danh hay không? Bạch sư phụ không. Con yên tâm đi, số mạng nắm trong tay con. Chỉ cần con một lòng hướng thiện thì nhất định là cầu được ước thấy. Không phải vậy, đệ tử muốn vì Linh Nhi, cầu cho Linh Nhi được thoát khỏi cảnh hiểm nguy. Hả? Chỉ cần cô ấy bình an tỉnh lại, đệ tử có thể dùng sinh mạng của mình đổi lấy sự sống cho Linh Nhi. Con thật sự đồng ý. Con đồng ý. Nói như vậy thì Linh Nhi thực sự rất quan trọng đối với con. Vậy đúng vậy. Cuộc đời của con đã nợ Linh Nhi rất nhiều. Linh Nhi không những rất quan trọng đối với con, mà đối với mỗi một người trong chúng con em đều rất quan trọng. Con yên tâm đi, Bồ Tát sẽ phù hộ cho người tốt. Người lành tất việc lành. Thôi mà Linh Nhi, tỉnh rồi. Linh Nhi, Linh Nhi tỉnh rồi. Tiểu Duyên đâu? Tiểu Duyên. Mẹ, con đây nè, con đây nè mẹ. Con ở đây nè mẹ. Con đây nè. Mẹ ơi, con không sao là mẹ vui rồi. Linh Nhi, Linh Nhi của ta, cuối cùng mẹ cũng tỉnh rồi. Mọi việc tốt rồi. Mụi đâu có chết. Mụi chỉ là nằm mơ thôi. Nằm mơ? Mụi mơ thấy một lão hòa thượng đã nói với mụi rằng con không được chết, con không được chết. Đạo cập còn rất nhiều việc rất cần con giúp đỡ. Đến giờ này mà mụi còn đùa được. Đạo cập, Linh Nhi không có nói đùa đâu. Mọi người chúng ta đều rất cần có Linh Nhi. Nếu lần này không có cô ấy thì sự việc không thuận lợi được như vậy đâu. Linh Nhi, mụi cố gắng mau lành đi. Giống như vừa rồi mụi đã nói còn rất nhiều việc quan trọng ta cần mụi giúp đỡ nữa mà. Mụi hãy tỉnh lại đi. Để qua biến cố này, mọi người đều nên biết lý lẽ. Thiện ác cuối cùng là cũng trả. Thực sự là Bồ Tát đã phù hộ. Thank you.
quá, hay quá, vui quá. Nè, bây giờ bộ có biết hôm nay là ngày đặc biệt gì không hả? Hôm nay là ngày 14 tháng 8. Đúng, hôm nay là ngày 14 tháng 8. 14 tháng 8, chứ có gì đặc biệt đâu. Cho làm sao vậy? Đâu có gì đặc biệt. Thì biết rồi. Hôm nay là ngày sinh nhật 53 tuổi của tướng công đó. Chị quên. Vậy thì chúc mừng, chúc mừng. Đào Cập huynh có biết không? Trước đây Khổng tiên sinh bói cho tướng công vào giờ sửu ngày 14 tháng 8, lúc tướng công 53 tuổi sẽ mất trong nhà. Nhưng mà bây giờ giờ sửu đã qua lâu rồi mà vẫn còn ở đây chung với bá tánh nữa. Tướng công đã thật sự thay đổi được số mạng của mình rồi đó. Đúng vậy, đúng vậy. Huynh đã không chết mà còn thành đạt được công danh như ngày hôm nay, còn có con trai, nhất là có Hiền Thê luôn ở kế bên mình. Thật là còn được ước thế. Tất cả đều không phải dễ dàng gì mà có được. Đúng, đúng vậy. Hoàn toàn không sai chút nào. Đây là kết quả của việc làm thiện tích đức. Đúng vậy đó. Xem ra hôm nay thật là một ngày đáng để kỷ niệm. Đi đi, tôi mong mọi người cũng giống như Viên Hoàng huynh, cầu được ước thế. Chúng ta vào trong để cạn ly. Đi khỏi đã. Rượu thịt thì tôi đã bỏ từ lâu. Hay là bây giờ huynh cảm hứng làm một bài thơ để giúp vui mọi người được không? Để thuật tử đem trong phòng tứ mũ tới đây. Đừng tìm nó nữa, chúng ta đừng quấy rầy nó nữa. Bây giờ nó đang tâm sự với Thúy Hoanh ở ngoài kia. Sao vậy? Hay lắm, hay lắm. Vậy thì chúng ta tiếp tục vui chơi đi. Huynh nói chuyện đi chứ. Huynh nghe Huyện lão gia nói Quyền bảo để sau khi giảm thuế, mỗi năm mỗi người dân dư hơn 100-200 cân lương thực. Như vậy thì mọi người đều được cơm no áo ấm rồi. Quỳnh chỉ biết ăn thôi. Ê, Thúy Oanh à, trước đây á, Quỳnh nhìn thấy người ta ăn bánh nướng thì đã thèm chảy nước miếng rồi. Sau này được theo lão gia, bản thân Quỳnh cũng đã biết làm bánh nướng. Chỉ có điều là Quỳnh không ngờ mùa đã dùng gạo làm ra nhiều món ăn ngon hơn nữa. Đó là điều Quỳnh nằm mơ cũng không thấy được nữa. Quỳnh thật sự thích những món ăn mùi làm hay sao? Thật mà. Ăn cả đời Quỳnh cũng thấy không đủ. Vậy thì suốt đời này mùi sẽ nấu cho Quỳnh ăn. Được đó. Chỉ cần có lão già và nãi nãi, mùi không nấu cũng không được. Chị, nếu lão già nãi nãi không có đây thì Quỳnh không ăn cơm của mùi nấu phải không? Thúy Oanh, mùi đừng có giận mà. Lão già và nãi nãi làm sao mà không ở đây? Nếu như không có lão gia già nãy nãy thì tiểu thuần tử này đâu có ngày hôm nay. Chắc đã chết ở ngoài đường lâu rồi. Còn muội thì cũng đã bị bán cho lầu xanh rồi. Còn đâu bây giờ đứng đây nói chuyện. Bởi mới nói đây chính là duyên phận của huynh và muội. Đây gọi là không phải là người một nhà thì không đi chung một cửa. Ghét quá. Ai nói là người một nhà với huynh đâu. Đây là điều đích thân lão gia đồng ý mà. Lão gia đã hứa gả muội cho huynh. À Thiếu Oanh à, sau khi chúng ta là người một nhà thì có thể phục vụ lão gia và nãi nãi suốt đời. Thật hả? Ừ. Lão gia nói như vậy thật hả? Thật mà. Nhưng mà không biết muội nghĩ sao. Muội là A Đầu, đương nhiên phải thuận theo sự sắp xếp của chủ nhân. Muội nói vậy tức là muội đồng ý phải không? Vào nhà thôi, nãy nãy không thấy muội thì sẽ lo lắng đó. Bẩm báo hoàng thượng, giặc Hoa ở Đông Dương sau khi xâm chiếm lần bang Triều Tiên luôn dòm ngó lãnh thổ của Đại Minh ta, nhiều lần cố ý gây sự. Quốc vương Triều Tiên đã phái sứ giả đến cầu triều đình Đại Minh ta xuất quân yểm trợ. Đây là thư cầu viện đó. Lần trước không phải đã phái sứ nhỏ dẫn binh xuất chinh rồi sao? Khải bẩm hoàng thượng, tuy rằng Sử Nho đã dẫn 5.000 tinh binh xuất chinh, nhưng vì không quen đường xá, bị trúng ổ mai phục nên hy sinh tất cả. Hoàng khẩu ác ôn như vậy,
chúng ta phải cho đại quân đánh trả. Các khanh có cao kiến gì không? Hải Tấu hoàng thượng, chúng ta có thể phái Lý Như Tòng, con của Lý Thành Lương, dẫn 400.000 tinh binh vượt sông đánh trả Hoa Khấu, dập tắt bọn chúng. Đại quân chinh chiến ở nước ngoài cần phải có kế hoạch sách lược lâu dài. Đề đốc phủ nên nhanh chóng điều động người giỏi về binh pháp, cùng họp bàn kế sách quân sự, để cùng tướng Lý Nhu Tòng qua tác chiến tại Triều Tiên, mới có thể đánh bại bọn Hoa Khấu được. Ngài nói như vậy cũng rất có lý. Người này không cần thiết phải là võ tướng, nhưng nhất định phải tinh thông địa lý và binh pháp thì mới được đó. Không biết tể tướng đã có nhân tài về phương diện này chưa? Báo. Khải bẩm hoàng thượng, binh bộ thượng thư Thạch Tinh, Thạch đại nhân cầu kiến. Cho vào. Tuân lệnh. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Khanh Bình Tân, có việc gì cần bẩm báo? Bẩm hoàng thượng, theo tình báo, Hoa Khấu có ý nghị hòa. Vi thần cho rằng đây là một điều đáng mừng, chứng tỏ họ cũng e ngại uy thế của Đại Minh ta. Hay là chúng ta phái một sứ giả tinh thông Hoa ngữ đến đó đàm phán, để tránh cho triều đình phải xuất binh hao tổn nhân lực và tài chánh. Nghĩ hòa, nghe nói bọn Hoa Khấu này tráo trở gian xảo, có phải là âm mưu gì đây? Hoàng thượng không nên khinh suất. Vậy các khanh có kế sách gì không? Theo ý của thần, chúng ta nên tiên lễ hậu binh. Một mặt chúng ta phái sứ giả đến đó, còn mặt khác có thể đóng binh tại Triều Tiên chờ đợi. Khi họ có âm mưu liền xuất quân ngăn chặn. Được, thực hiện theo ý của tiên sinh. Vậy thì cử ai làm sứ giả? Hoàng thượng yên tâm, vi thần sẽ tiến cử. Hôm nay ở trên triều đình, khi hoàng thượng hỏi ông cử ai làm sứ giả, tại sao ông cứ ấp a ấp úng vậy? Có phải là điều gì khó nói hay không vậy? Hả? Không phải vậy đâu, ngài không để ý sao? Bây giờ ở trong triều đình có tới hai phái là chủ chiến và chủ hòa. Nếu như ta cố chấp đòi nghị hòa, lại đưa người của mình ra để làm sứ giả đó, thì chắc chắn mọi người sẽ cho rằng ta có dụng ý âm mưu gì khác. Đúng. Ông suy nghĩ thật kỹ lưỡng. Không phải thân đại nhân cũng ủng hộ cách nhìn của ông hay sao? Trong triều đình, thân đại nhân luôn luôn là một người ba phải. Ta không biết được ý thật của hoàng thượng thì làm sao dám sơ ý chứ. Hơn nữa, người mà ta định tiến cử dù sao cũng là bà con của thông gia ta. Ít nhiều cũng có quan hệ với ta, cho nên phải tránh tị hiềm chứ. Hôm nay ta đến đây tìm ngài, mong rằng ngài sẽ đứng ra tiên cử với hoàng thượng. Thạch đại nhân, có người mà ông muốn tiến cử có phải là Thẩm Duy Kính, người từng mua bán tại Đông Doanh Nhật Bản không? Hả? Chính là người này. Người này từ lâu đã muốn góp sức cho triều đình, lại tinh thông Hoa ngữ và Triều Tiên, chọn người này là hay nhất. Cũng là một nhân tài hiếm có trong triều đình chúng ta. Vậy hoàn cảnh của người này như thế nào? Người này không phải là một nhân vật nổi tiếng gì, chỉ từng mua bán vải vóc ở Đông Doanh, ở quê nhà cũng có mua bán. Tại vì không thi đậu khoa cử, cho nên trong lòng luôn luôn canh cánh là mong muốn tìm một quan chức gì đó thôi. Thạch đại nhân, thôi thì vậy. Nhưng tôi cũng không dám hứa là hoàng thượng nhất định sẽ nghe theo lời của tôi. Ông biết đó, tôi chẳng qua chỉ là một thái giám mà thôi. Thì đó,
chẳng qua là một câu nói của ngài hay sao? Thạch đại nhân à, câu nói này của ông á, Thạch đại nhân là thiệt tình. Đây là một phần lòng yêu kính của nó. Xin công công nhận cho. Trời, ông quá khách sáo rồi. Cái này ta không phải đâu. Ta cũng muốn tiến cử nhân tài cho triều đình thôi. Mà ông làm vậy đâu có được. Vậy ông thiệt tình. Thôi Thạch đại nhân, mời. Uống đi, uống đi. Uống đi, uống đi. Uống đi, uống đi. Uống nè, nàng đẹp quá nè. Ngươi lão gia bớt giận. Bớt một giận cái con ca kỹ còn giả bộ thanh cao ở đây nữa. Ta nói cho người biết nghe, lão tử ta đâu có thiếu tiền đâu. Cái gì ta đã nhắm rồi, chưa có đứa nào thoát được tay ta đâu nghe. Hôm nay ta đã nhắm trúng ngươi rồi thì coi như là phước đức. Trời, lão gia bớt giận, con này chỉ bán giọng hát chứ không bán thân. Nếu như ngài muốn kiếm, tôi sẽ kiếm cho ngài một đứa đẹp hơn nhiều. Thôi quá đi. Lão gia nè, ngươi xem thường lão tử ta. Lão đi, gia hả? Đâu dám, hả? Đâu dám. Lão gia, cho dù lão gia có tiền thì cô ấy cũng không có chịu bán thân đâu. Cô ấy như vậy đó. Xem ra chỉ có tiền không chưa đủ, còn phải có quan tước thì mới được, phải vậy. Phải không hả? Dạ. Ta nói cho người biết, Tổng Duy Kính ta sắp được phong quan rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Còn là mệnh quan của triều đình nữa đó. Ta nói cho người biết, nếu không có ta, cái đầu của hoàng thượng cũng vậy. Vậy hả? Trời, xem ra chắc lão gia say rồi. Ta dìu lão gia vào trong nghỉ ngơi nha. Đâu có say đâu. Vào đi lão gia. hay quá. Ta nói có cái gì thì có cái đó đến ghê. Dạ, liền. Dạ. Giờ chào lão gia, ta lành mạnh quan mới đến đây đón tiểu mỹ nhân này. Lão gia, hoàng thượng sau khi thẩm ngự sử nhận lệnh liền đi ngay sang Triều Tiên, chắc không bao lâu sẽ có tin tốt lành. Còn đội quân của Lý Diêu Tùng xuất phát chưa? Tất cả đều đang chờ lệnh hoàng thượng. Lệnh cho Lý tướng quân nhanh chóng thống lãnh 40.000 đại quân đến Triều Tiên, hội quân với tướng lãnh Triều Tiên Lý Tuấn Thành. Một khi nghị hòa không thành với Hoa Khấu thì cần phải đề phòng bọn Hoa Khấu đánh lén. Tuân lệnh. Phải rồi, lần trước tiên sinh từng nói đến việc chọn một người tinh thông binh pháp và quen thuộc địa hình làm tham tán ngoài chiến trường. Trẫm đã suy xét rồi, khanh nói hoàn toàn không sai. Không biết tiên sinh đã có người nào thích hợp chưa? Bẩm hoàng thượng, thần muốn tiến cử một người. Người này không những tinh thông binh pháp mà cũng từng đến doanh trại của tướng quân Thích Kế Hoàng. Bản đồ hôm nay hoàng thượng đang ngự lãm cũng chính do người này khảo sát vẽ lại. Con người này can trực không ai vua, hơn nữa là một thanh liêm hiếm thấy. Người này cũng từng có duyên gặp mặt hoàng thượng. Hả? Người mà tiên sinh nói là ai vậy? Tri huyện bảo đệ Viên Hoàng. Hả? Là người này à? Dạ. Trẫm thực sự từng gặp người này, cũng thưởng thức tính cách của người này. Xem ra tiên sinh còn hiểu người đó hơn trẫm. Vậy đi, lên cho Viên Hoàng làm tham tán của tiền tuyến ngay. Hoàng thượng hãy suy nghĩ cho kỹ. Xin tha thứ nô tài nhiều lời. Năm trước khi nô tài làm việc tại huyện Bảo Đễ đã từng gặp người này. Hắn biết rõ cần phải tiến cống cá ngân cho triều đình, lại không cho nô tài cho người xuống biển đánh bắt, làm hại nô tài mỗi lần đều không đủ số lượng cá tiến cống cho triều đình. Vậy
Chưa hết, người này năm trước là học trò của Trương Đại Nhân, rất được Trương Đại Nhân tín nhiệm. Không chừng còn có nhiều quan hệ dây mơ rễ má khác không thể nào mà tin. Theo nô tài thì người này không những không dùng được, hơn nữa còn phải lột bỏ chiếc nón ô sa trên đầu. Chuyện này công công quá lo lắng. Ta cũng là người do Trương Đại Nhân tiến cử, bao nhiêu năm qua từng có việc nào tổn hại cho triều đình hay không? Theo ý của ta, người nghi thì không dùng, dùng người thì không nghi. Người xưa đã nói, đừng căn cứ vào điều ác ý nhỏ của mình để lấy hoặc bỏ. Tôi cho rằng câu nói này có lý. Tâu hoàng thượng, hạ thần nghĩ công công cũng vì triều đình mới nhắc nhở hoàng thượng, chứ hoàn toàn không có tư quán với Viên hoàng. Dù sao suy xét sâu thêm một chút cũng là điều đúng, nhất là dùng người ở đây phải thật thận trọng. Lần này công công vì triều đình tiến cử một người ngự sử tên là Thẩm Duy Kính cũng đã lập công cho triều đình. Nếu không thì chúng ta đi đâu mới tìm được một người tinh thông cả Hoa ngữ và tiếng triều tiên như vậy? Nhưng mà tại hạ cũng cho rằng người có tên Viên hoàng cho thân đại nhân tiến cử không ngại dùng thử